đi học đúng không? Nghe nói là bị sư phạm mà cháu đã trả lời cũng bị sai thì cháu phải nói là bố giáo sư phạm hoặc là bố giáo. Nếu mẹ bạn ấy nói là lý sư phạm được mà thì em mới trả lời là của hái mấy sư phạm hoặc là của sư lợ. Ok chưa? Nói cho bạn nói lại đi đầu. Chào Vân đi, đi học. Cháu vẫn đi học nên mình cười cười đi. Ý thức nếu gương mặt buồn thì các bạn đối diện bạn cũng sẽ không muốn đi học với mình đâu nhé. Chào hứa ni ni hơ nải trà ma ni hơ nải trà ma ni hơ nải trà ma nải trà tức là trà sữa. Ok. Ni chi tu su quán ma Tôi đang đi thư viện. Ni xin quan tha ma? Tôi thích hắn, không có hàn ngữ. Tôi thích hắn. Ok.